Kinh Bản Sự, quyển 7, phẩm 3, bài pháp phần 2. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, biết sao nên biết ở thế gian này có ba hạng con, đó là một hạng con ngang bằng, hai hạng con trội hơn, ba hạng con kém thua. Thế nào là hạng con ngang bằng? Nghĩa là có một hạng cha mẹ đầy đủ giới, sống theo pháp thiện, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không sống chỗ phóng dật. Người con cũng đầy đủ giới, sống với pháp thiện, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, cũng không sống chỗ phóng dật. Đó là người con ngang bằng. Thế nào là hạng con trội hơn? Nghĩa là có một hạng cha mẹ phạm giới, sống theo pháp các pháp ác, ưa sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, sống chỗ phóng dật. Nhưng người con thì địa giới, sống theo pháp thiện, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không sống chỗ phóng dật. Đó gọi là hạng con trội hơn. Thế nào là hạng con thua kém? Nghĩa là có một hạng cha mẹ đầy đủ giới, sống theo pháp thiện, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không sống chỗ phóng dật. Nhưng người con thì phạm giới, sống theo các pháp ác, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, sống chỗ phóng dật. Đó gọi là hạng con thấp kém. Như vậy, ở thế gian này có ba hạng con. Khi ấy Đức Thế Tôn tắt lại nghĩa này và nói kệ: Người thông minh ở đời ưa thích con bằng hơn, không ưa thích con kém, chỗ tổn hại gia môn. Nên biết ba loại con, một kém, hai là hơn. Phật sẽ đánh giác tiết ra, các hiền thánh cũng vậy. Hai đều tinh thi la, thông tuệ không keo kiệt, như ánh như trăng tròn đêm tạnh, ánh sáng chiếu khắp nơi. Nên thân cộng cúng dường, được chư Phật sơn dương, xa lìa các trần cấu, việc làm không sợ hãi. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, biết sao nên biết sao nào? Tôn trọng chánh pháp, yêu mến chánh pháp, ưa thích pháp là tinh thần tu hành, ưa thích thực hành pháp. Biết sao như vậy? Tùy niệm chánh pháp thường ưa thích đoạn trừ hạng căn bất thiện về tham, làm cho thiện căn không tham viên mãn. Thường ưa thích đoạn trừ hạng căn bất thiện về sân, làm cho thiện căn không sân viên mãn. Tự ở thích đoạn trừ hẳn các bất thiện về si, làm cho thiện căn không si viên mãn. Tu ba thiện căn được viên mãn rồi, tu bốn niệm trụ làm cho viên mãn. Bốn tu bốn niệm trụ được viên mãn rồi, tu bốn chánh đoạn làm cho viên mãn. Tu bốn chánh đoạn được viên mãn rồi, tu bốn thần túc làm cho viên mãn. Tu bốn thần túc được viên mãn rồi, tu tập năm căn làm cho viên mãn. Tu tập năm căn được viên mãn rồi, tập năm lực làm cho viên mãn. Tu tập năm lực được viên mãn rồi, tu bảy giác chi làm cho viên mãn. Tu bảy giác chi được viên mãn rồi, tu tám chi thánh đạo làm cho viên mãn. Tu tám chi thánh đạo được viên mãn rồi, minh và giải thoát đều được viên mãn. Khi ấy Đức Tôn đã đáp lại như thế này và nói kệ: Người ưa pháp, trọng pháp, thích pháp, ưa hành pháp, thường buộc niệm ra pháp, tinh tấn theo chánh pháp, niệm pháp tu nghiệp thiện, không niệm hành hành ác, hành pháp quyết đạt được vô định này đợi khác. Người hành pháp hộ pháp như dù lớn che mưa, hành pháp được pháp lợi, quyết không đọa được ba đường. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, biết sao nên biết thế gian luôn có ba loại suy nghĩ. Biết sao hữu học chưa đắc tâm định, khi thích cầu pháp an lạc vô thượng có thể khiến bị thoái thất. Đó là ba loại, đó là: một, suy nghĩ tương ưng theo chỗ thân cận; hai, suy nghĩ tương ưng theo lợi dưỡng; ba, suy nghĩ tương ưng theo ganh ghét. Đó là lúc đa ba loại suy nghĩ. Vì sao hữu học chưa đắc tâm định, khi thích cầu pháp an lạc vô thượng có thể khiến bị toái tất. Cho nên các ông nên học như vậy. Ta phải làm như thế nào để không khởi lên suy nghĩ tương ứng với chỗ thân cận, không khởi lên suy nghĩ tương ứng với lợi dưỡng, không khởi lên suy nghĩ tương ứng với ganh ghét. Khi ấy Đức Thế Tôn nhắc lại nghĩa này và nói kệ: Nương suy nghĩ đắm chấp lược ra có ba loại hữu học cầu vui lớn, chắc chắn bị chướng ngại. Tương ứng với thân cận, lợi dưỡng và đố kỵ, bỏ vui lớn, tịnh lớn, dứt hết thật là xa. Bỏ suy nghĩ thân cận, lợi dưỡng và ganh ghét, nhiếp chỉ, quán, xuyên tu, mau dứt hết các khổ. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, biết sao nên biết lược có ba loại pháp. Biết sao hữu học chưa đắc tâm định, khi thích cầu pháp an lạc vô thượng có thể khiến bị thoái thất. Ba phép đó là: một, bí sư ưa thích thế sự, tham ái thế sự, say mê thế sự;
2. Bế sư ưa thích nói chuyện, tham ái nói chuyện, say mê nói chuyện. 3. Bế sư ưa thích ngủ nghỉ, tham ái ngủ nghỉ, say mê ngủ nghỉ. Giới ba pháp này, bí xô hữu học chưa đắc tâm, khi ưa cầu pháp an lạc vô thượng làm cho thoái thoát. Thế nên các ông nên học như vậy. Ta phải làm thế nào để không ưa thích thế sự, không yêu mến thế sự, không say đắm thế sự? Ta phải làm thế nào để không ưa thích nói chuyện, không yêu mến nói chuyện, không say đắm nói chuyện? Ta phải làm thế nào để không ưa thích ngủ nghỉ, không yêu mến ngủ nghỉ, không say đắm ngủ nghỉ? Bí xô các ông nên học như vậy. Khi ấy Đức Thế Tôn tóm tắt lại nghĩa này và nói kệ: khi cầu quả vô thượng, có ba pháp làm lui ưa thích đắm thế sự, nói chuyện và ngủ nghỉ. Các bí xô hữu học ai đủ ba pháp này hoàn toàn không chứng đắc tam bồ đề tối thắng. Ai muốn cầu mau chứng tam bồ đề tối thắng nên ít việc nói ngủ, siêng năng tu trì quán. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo: bí xô nên biết có ba loại pháp hiện tiền hòa hợp làm cho các thiện nam tịnh tấn sinh vô lượng phước. Ba loại pháp đó là: một, tịnh tấn hiện tiền hòa hợp có thể khiến cho thiện nam tịnh tấn sinh vô lượng phước. Hai, bố thí vật dụng hiện tiền hòa hợp có thể khiến cho thiện nam tịnh tấn sinh vô lượng phước. Ba, phước điền hiện tiền hòa hợp có thể khiến cho thiện nam tịnh tấn sinh vô lượng phước. Đó là ba pháp hiện tiền hòa hợp là do thiện nam tịnh tấn sinh vô lượng phước. Khi ấy Đức Thế Tôn nói lại nghĩa này và nói kệ: hiện tiền hòa hợp ba pháp sinh trưởng vô lượng phước là tịnh tấn thấy Phật và phước điền chân tịnh, đủ tuệ đủ thế la, khiếu điều phục ba độc, tu phàm hạnh sa môn, gọi phước điền chân tịnh, đủ tuệ đủ tịnh tấn, cầu tài sản như pháp, dân cúng dường điền tốt, chế định được quả lớn. Bốn, oai nghi trong thân đối tam bảo tứ đế tùy thuận không khiếm khuyết, gọi là tâm tịnh tấn. Đối với các tuệ thế, pháp thế là hơn hết, tâm tịnh diện danh pháp chư Phật đã khen ngợi. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo: bí xô nên biết những người có trí nên đem ba loại pháp không bền đổi lấy ba loại bền. Ba loại đó là: một, nên dùng của cải không bền chắc đổi lấy của cải bền chắc. Hai, nên đem thân không bền chắc đổi lấy thân bền chắc. Ba, nên đem mạng không bền chắc đổi lấy mạng bền chắc. Thế nào là đem của cải không bền đổi lấy của cải bền? Nghĩa là có các thiền nam thiền nữ tịnh tấn siêng năng như pháp, lao động bằng tay chân, đổ mồ hôi kiệt sức, thu được của cải châu báu, tự cung cấp cho bản thân, dâng lên cha mẹ, cung cấp cho vợ con nô tỳ tôi tớ bạn bè quyến thuộc, nhóm họp ngày đêm vui chơi tọa lạc và gặp sa môn hoặc bà la môn, nhóm họp ngày đêm vui chơi tọa lạc, đọc lại, và gặp sa môn hoặc bà la môn đầy đủ giới, sống theo pháp thành tựu, siêng năng phạm hạnh, trừ bỏ kiêu mạn phóng dật, nhu hòa nhẫn nhục, noi theo con đường chánh pháp, bỏ các đường tà, hướng đến thành niết bàn, với tâm tịnh tín hoan hỷ cung kính đúng thời đúng lúc, đem bố thí xa thì cầu niết bàn vô thượng, gần thì cầu quả vui nơi cõi trời người và đời sau. Đó gọi là nơi đem của cải không bền chắc đổi lấy của cải bền chắc. Thế nào là đem thân không bền chắc đổi lấy thân bền chắc? Nghĩa là có cái thiện nam thiện nữ tịnh tấn chánh kiến thành tựu, lìa sát sinh thanh tịnh không phạm hoàn toàn viên mãn, lìa trộm cắp thanh tịnh không phạm hoàn toàn viên mãn, lìa tà dục thanh tịnh không phạm hoàn toàn viên mãn, để nói dối thanh tịnh không phạm hoàn toàn viên mãn, lìa uống rượu không phóng dật thanh tịnh không phạm hoàn toàn viên mãn. Các loại như vậy gọi là dùng thân không bền chắc. Thế nào là dùng mạng không bền chắc đổi mạng bền chắc? Nghĩa là các thánh đệ tử trong chánh pháp của ta nhận biết đúng như thật, đây là sự thật về khổ, đây là sự thật về nguyên nhân của khổ, đây là sự thật về diệt khổ đế, đây là sự thật về con đường tu tập để đến diệt khổ. Đấy gọi là nên dùng mạng không bền chắc đổi lấy mạng bền chắc. Như vậy gọi là
Những người có trí nên dùng ba loại pháp không bền chắc đổi ba loại pháp bền chắc. Khi ấy Đức Phật nhắc lại nghĩa này và nói kệ: Như người trí ở đời dùng hèn để mua quý, người chánh kiến cũng vậy, dùng không bền đổi bền. Biết của thân mạng này bất tịnh không bền chắc, cầu thanh tịnh kiên cố, an vui thế xuất thế, tài thân mạng cõi trời là thế tịnh bền chắc, chứng niết bàn thường lạc là pháp chân tịnh bền. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo: Bí sơ nên biết có ba loại căn, tánh của nó rất sâu xa, tận cùng sâu xa, tánh của nó rất khó thấy được rõ ràng. Ba loại đó là: một, căn chưa biết được biết; hai, căn chưa biết; ba, căn nhận biết đầy đủ. Thế nào là căn chưa biết được biết? Nghĩa là các thánh đệ tử trong pháp của ta chưa thể biết các thánh đế về khổ, giờ được thấy được biết nên phát sinh ưa muốn, sẽ năng tinh tấn thâu dự tâm. Đối với thánh đế về nguyên nhân của khổ chưa thấy chưa biết, nay được thấy được biết nên phát sinh ưa muốn, siêng năng tinh tấn thâu dự tâm. Đối với thánh đế về diệt trừ khổ chưa thấy chưa biết, nay được thấy được biết nên phát sinh ưa muốn, siêng năng tinh tấn thâu dự tâm. Đối với thánh đế về con đường tu tập chân chánh để diệt trừ khổ chưa thấy chưa biết, nay được thấy được biết phát sinh ưa muốn, siêng năng tinh tấn thâu dự tâm. Đây gọi là căn chưa biết được biết. Thế nào là căn nhận biết? Nghĩa là các thánh đệ tử trong pháp của ta nhận biết đúng như thật, đây là thánh đế về khổ, thánh đế về tập, thánh đế về diệt và thánh đế về đạo, đó gọi là căn nhận biết. Thế nào gọi là căn nhận biết đầy đủ? Nghĩa là các thánh đệ tử trong pháp của ta, các lậu đã diệt hết, đắc chân vô lậu tâm, giải thoát hoàn toàn, tự giải thoát hoàn toàn, nhận biết đúng đắn, sở sinh của ta đã dứt và mình đã lập, việc đáng làm đã làm xong, không còn tái sinh nữa, đó gọi là căn nhận biết đầy đủ. Như vậy gọi là có ba loại căn, tánh của nó sâu xa, tận cùng sâu xa, tánh của nó rất khó thấy rõ ràng. Khi ấy Đức Thế Tôn nói lại nghĩa này và nói kệ: Thánh đệ tử hữu học, trong chánh pháp của ta tu thuận theo chánh đạo, gọi là căn thứ nhất, biết đúng thánh đế khổ và khổ tập khổ gì, hướng đến đường khổ gì, gọi là căn thứ hai. Để biết căn thứ ba, các lậu đều diệt hết, cho đắc chân lậu vô lậu tâm tuệ đều giải thoát, biết ta sinh đã dứt và phạm hạnh đã lập, việc đáng làm đã làm xong, không còn ta sinh nữa, thân tâm thường vắng lặng, khéo thâu giữa các căn, ngay nơi thân tối hậu hàng phục hết các ma. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo: Bí sơ nên biết có lượt có ba hạng người vì lợi ích nên phải thân cận. Ba hạng đó là: một, có một hạng người thành tựu giới định tuệ kém cỏi; hai, có một hạng người thành tựu giới định tuệ trung bình; ba, có một hạng người thành tình giới định tuệ trội hơn. Hạng người thành tựu giới định tuệ kém cỏi vì lợi ích gì mà thân cận họ? Nghĩa là đối với hạng người này không mong cầu, chỉ rất thương xót khuyên giúp họ cho họ tinh tấn hơn, vì lợi ích này nên phải gần gũi. Hạng người thành tựu giới định tuệ trung bình vì lợi ích gì mà thân cận họ? Nghĩa là đối với hạng người này, nó sẽ nghĩ: Người ấy sẽ thuyết giới cho ta cũng sẽ thuyết giới cho người ấy, cùng nhau nghe, khi được tiếp nối liên tục, có làm việc gì cũng nên suy nghĩ người kia thuyết định cho ta cũng thuyết định cho người kia, cùng nhau nghe, khi được tiếp nối ra làm việc gì cũng nên suy nghĩ người kia thuyết tuệ cho ta cũng sẽ thuyết tuệ cho người kia, cùng nhau nghe, khiến được tiếp nối làm được nhiều việc, vì sợ lợi ích này nên sẽ thân cận. Có một hạng người thành tựu giới định tuệ trội hơn vì lợi ích gì nên phải thân cận họ. Nghĩa là đối với hạng người này, nên suy nghĩ sẽ nương vào giới uẩn của người kia, nếu chưa viên mãn tu tập làm cho viên mãn, nó đã viên mãn tu giữ chánh niệm bên trong tư duy trì vững chắc, suy nghĩ ta sẽ đưa vào định uẩn của người kia, nếu chưa viên mãn tu tập làm cho viên mãn, nếu đã viên mãn thôi về chánh niệm bên trong duy trì vững chắc, suy nghĩ ta sẽ đưa vào tự ứng người kia, nếu chưa viên mãn tu tập làm cho viên mãn, nếu đã viên mãn thôi với chánh niệm bên trong duy trì vững chắc, vì sự lợi ích này nên sẽ thân cận. Như vậy gọi là lượng có ba hạng người nên thân cận.
Khi ấy Đức Thánh Tôn lại nghĩa này mà nói kệ: Từ bi gần kẻ kém, lợi ích cho kẻ vừa, vì đức gần người hơn, kiên trì hay viên mãn. Gần hạ sĩ đức kém, gần trung sĩ đức trung, gần thượng sĩ đức trội, nên phải gần thượng sĩ. Tôi từng nghe Đức Tôn bảo, bây giờ nên biết phải quán bất tịnh đối với thân này, nên niệm hơi thở đối với hơi thở, nên quán vô thường khổ vô ngã đối với các hành. Ai tu quán bất tịnh trên thân này thì sẽ đoạn trừ tham dục đối với cảnh giới sạch đẹp. Ai niệm hơi thở trên hơi thở, đoạn những chướng ngại do tầm tư theo ngoài. Ai quán vô thường, quán khổ, vô ngã trên các hành, đối với các hữu đoạn được hữu ái. Đoạn hữu ái nên ngay nơi thế gian không chấp thọ, không chấp thọ nên không sợ hãi. Nay bên trong tự chứa niết bàn cứu cánh, chứa niết bàn rồi tự thấu tỏ, sơ sinh của ta đã dứt, phàm hạnh đã lập, việc đáng làm đã làm xong, không còn tái sinh nữa. Khi ấy Đức Tôn lại nghĩa này nói kệ: Quán bất tịnh nơi thân, theo niệm trụ hơi thở, quán các hành vô thường, cùng giới khổ vô ngã, hiểu các hành tánh không, được tịch tịnh tối thắng, ai nhất không chấp thọ, chứ niết bàn cứu cánh. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, bây giờ nên biết thân của các loài hữu tình thường bị ba thứ oán tặc mạnh mẽ đuổi theo làm hại. Ba loại đó là: một, oán tặc mạnh mẽ và yếu; hai, oán tặc mạnh mẽ bệnh tật; ba, oán tặc mạnh mẽ vô thường. Ba loại oán tặc mạnh mẽ này thường theo làm hại thân của các hữu tình. Trong thân các hữu tình luôn có ba pháp: một, tuổi thọ; hai, hơi nóng; ba, tâm thức. Ba pháp này khi xa lìa thân gọi là chết. Thi hài hôi hám vứt tại ngoại mã, thật vô dụng. Vì sao? Vì thân này hư giả, do các pháp hiện thành. Phần tốt nhất trong đó là tuổi thọ, hơi ấm và thần thức. Nhưng các pháp này đương vào nhân duyên mà sinh ra, vô thường, không vững, không bền, không có khả năng, hư diệt nhanh chóng, giặc già bệnh chết luôn theo sát không rời. Nhưng các ngu phu bị vô minh che lấp nên tham ái đắm chấp, không có tâm nhàm chán xả bỏ. Thế nên tội của ta đối với nhân giả hợp thành này luôn nhận biết đúng như thật, nhiều các lỗi lầm. Đối với tất cả phần nội ngoại trong thân càng nhàm chán từ bỏ, nên lìa tham dục, nên đắc giải thoát nên liền tự thấu tỏ, sơ sinh của ta đã dứt, phàm hạnh đã lập, việc đáng làm đã làm xong, không còn tái sinh nữa. Khi ấy Đức Thế Tôn nói lại nghĩa này và nói kệ: Thân tất cả hữu tình ba giặc oán theo hại, đó là già bệnh chết, chưa có lúc nào rời. Các pháp hợp thành thân, hư ngụy không chắc thật, xả thọ thức hơi ấm vứt ở ngoài gò má. Người ngu không hiểu biết, thường tham ái đắm chấp, hiền thánh có trí kiến, ghét hơn là hầm phẫn. Tu thánh đạo do lậu, đoạn nhân duyên ba giặc, chỉ niết bàn thường là tất hạng ba loại giặc. Người có trí ở đời càng nhàm chán thân mình, cầu niết bàn thường lạc, siêu năng chớ phóng dật. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, bí xô nên biết các sự phước nghiệp lượng có ba loại nên tụ tập, nhiều. Ba loại đó là: một, thí; hai, giới; ba, tu. Thế nào là sự phước nghiệp về thí? Nghĩa là có các thiện nam thiện nữ với tịnh tính từ bố thí các loại thức ăn ngon bổ, hương liệu y phục, xe cộ đồ nằm nhà cửa phòng ốc đèn lớn, tức các thứ cần thiết cho đời sống. Như vậy gọi là sự phước nghiệp về thí. Thế nào là sự phước nghiệp về giới? Nghĩa là có các thiện nam thiện nữ với tịnh tính không sát sinh, thanh tịnh không phạm, hoàn toàn viên mãn, không trộm cắp, thanh tịnh không phạm, hoàn toàn viên mãn, không tà hạnh, thanh tịnh không phạm, hoàn toàn viên mãn, không nói dối, thanh tịnh không phạm, hoàn toàn viên mãn, không uống rượu, không chịu phóng dật, thanh tịnh không phạm, hoàn toàn viên mãn. Như vậy gọi là sự phước nghiệp về giới. Thế nào là sự phước nghiệp về tu?
nghĩa là có các thiện nam thiện nữ tịnh tính tu đủ tâm từ khắp một phương, an trụ hoàn toàn nơi hai phương, ba phương, bốn phương cho đến phương trên, phương dưới, bốn hướng, tất cả thế giới đều được đủ khắp an trụ trọn vẹn, làm cho tâm từ quảng đại vô lượng, không oán không hại, an trụ trọn vẹn, tu đủ tâm bi khắp cả một phương, an trụ hoàn toàn nơi hai phương, ba phương, bốn phương cho đến phương trên, phương dưới, bốn hướng, tất cả thế giới đều được phổ đủ khắp an trụ trọn vẹn, làm cho tâm bi quảng đại vô lượng, không oán không hại, an trụ trọn vẹn, tu đủ tâm hỷ khắp cả một phương, an trụ hoàn toàn hai phương, ba phương, bốn phương, trên dưới bốn hướng, tất cả thế giới đều được đủ khắp an trụ trọn vẹn, làm cho tâm hỷ quảng đại vô lượng, không oán không hại, an trụ trọn vẹn, tu đủ tâm xả khắp cả một phương, an trụ hoàn toàn nơi hai phương, ba phương, bốn phương, trên dưới bốn hướng, tất cả thế giới đều được đủ khắp an trụ trọn vẹn, làm cho tâm xả quảng đại vô lượng, không oán không hại, an trụ viên mãn. Như vậy gọi là sự phước nghiệp tu. Đối với ba sự phước nghiệp này, nên tu tập nhiều. Khi ấy Đức Thế Tôn tóm tắt lại nghĩa này và nói kệ: có ba pháp nên tu tập nhiều, đạt được ba pháp vui, đó là thí giới tu, tu phước được nhiều của tu giới, được trường thọ, tu từ bi hỷ xả, sẽ sinh trời thanh tịnh. Người có trí ở đời muốn cầu vui thù thắng nên tu ba phước này, quyết chắc sẽ đạt được. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo: Bi sa đình biết ở đời lô có ba hạng tôi thắng. Ba hạng đó là: một, đối với tất cả các hữu tình không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, có sắc không sắc, có tưởng không tưởng và phi tưởng phi phi tưởng thì Phật là tối thắng. Đó là bậc Như Lai ứng cúng, chánh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thệ tới giảng giải, vô thượng sĩ, điều ngự sĩ, thiên nhân sư, Phật bạc già phạm. À, đối với Phật phát tâm tịnh tính là tối thắng đối với các tính. Tịnh tính như vậy nhận được quả báo trong cõi trời người là tối thắng. Hai, đối với tất cả pháp môn đã có, thế gian, xuất thế gian, hữu vi, vô vi, vân vân, trong các pháp môn, niết bàn là tối thắng, nghĩa là lìa kiêu mạn, dứt khác ái, diệt a lại gia, đoạn các con đường luân hồi, dứt ái, ly dục, đạt niết bàn, tịch tỉnh. À, đối với pháp niết bàn như vậy, phát tâm tịnh tính là tối thắng đối với các tính. Tịnh tính như vậy nhận được quả báo trong cõi trời người là tối thắng. Ba, đối với tất cả đội chúng, bạn bè ở trong ấp, trong các hội chúng, thì thánh đệ tử của Phật, tức là Tăng, là tối thắng, đó là bốn hướng, bốn quả, tám bộ lạc già la. Ở trong các hữu tình là chân, là diệu, là tối thắng, nên cung kính mời thỉnh, cung kính cúng dường, khen ngợi, tán thán không tiếc thân mạng. Tài sản là phước điền vô thượng của chúng trời người trong thế gian. À, đối với hiện tánh tăng như vậy, phát tâm tịnh tính đối với các sự tịnh tính, đây là tối thắng. Tịnh tính như vậy nhận được quả báo ở trong cõi trời người là tối thắng. Như vậy gọi là ba hạng tối thắng. Khi ấy Đức Thế Tôn tóm tắt lại nghĩa này và nói kệ: có ba hạng tối thắng, đó là Phật pháp tăng, tâm tịnh tính quy y, thấy được pháp tối thắng, nương Phật sanh tịnh tính, biết lượng túc trung tôn, chứng bồ đề vô thượng, trời người đồng cúng dường. Nương pháp sinh tịnh tính, biết lễ nhục trung tôn, chứng niết bàn vô thượng, tịch tỉnh thường an lạc. Nương tăng sinh tịnh tính, biết các chúng trung tôn, chứng phước điền vô thượng, trời người đồng cúng dường. Vô lượng tốt tối thắng, sinh công đức tối thắng, được an lạc tối thắng trong nhân gian thiên thượng. Thí tam bảo phước điền gọi là thí tối thắng, hiện tại thường an lạc, đời sau chứng niết bàn. Tóm tắt lại để bài kệ phần kinh bản sự ở trước: tử, tôn, trọng, nhị học, phước, kiến, văn, bổn, la, bất tịnh, đẳng, cấp, oán, phước nghiệp, sự tối thắng. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo: Bỉ Xuân nên biết, có ba bậc đại sư xuất hiện ở thế gian, làm lợi ích an lạc cho vô lượng chúng sinh, thương xót đại chúng trời người nơi thế gian,
làm cho họ được lấy an lạc vô lượng. Ba bậc đại sư đó là một Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng, Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Nhân Sư, Phật Bạc Già Phạm xuất hiện ở thế gian. Vì các chúng sinh mà bỏ bày xiển vô chánh pháp đầu giữa cuối đều thiện, văn nghĩa hoàn hảo, chỉ dạy phạm hạnh thuần nhất viên mãn. Nghĩa là đây là sự thật về khổ, sự thật về nguyên nhân của khổ, sự thật về diệt trừ khổ và sự thật về con đường tu tập để diệt khổ. Đó gọi là bậc đại sư thứ nhất xuất hiện ở thế gian, tạo lợi ích an lạc cho giai đoạn chúng sinh, thương xót đại chúng trời người nơi thế gian, làm cho họ được lợi ích an lạc vô thượng vô lượng. Thứ hai lại có đệ tử vô học của bậc Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác là A La Hán. Các lậu đã hết, phạm hạnh đã lập, việc đáng làm đã làm xong, đã vứt bỏ gánh nặng, đạt tự đạt lợi ích, dứt các hữu kết, đã chân chánh phụng hành thánh giáo của Như Lai, đã được giải thoát, đã chứng biết khắp, xuất hiện ở thế gian cho các chúng sinh giảng dạy pháp, chánh pháp đầu giữa cuối đều thiện, văn nghĩa hoàn hảo, chỉ dạy phạm hạnh thuần nhất viên mãn. Nghĩa là đây là sự thật về khổ, sự thật về nguyên nhân của khổ, sự thật về diệt trừ khổ và sự thật về con đường tu tập để diệt khổ. Như vậy gọi là bậc đại sư thứ hai xuất hiện ở thế gian, tạo lợi an lạc cho vô lượng chúng sinh, thương xót đại chúng trần ở thế gian, làm cho họ được lợi an lạc vô lượng. Ba là có bậc đệ tử hữu học của Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác, tu phạm hạnh đầy đủ, được học tập chân chánh đầy đủ, nghĩa là được học chân chánh về khế kinh, ứng tụng, ký biệt già tha, do giống tự thuyết, bản sự, bản sinh, phương quản, hy pháp, hiểu rõ về ý nghĩa, xuất hiện ở trời với các chúng sinh chỉ dạy chánh pháp đầu giữa cuối đều thiện, giáo nghĩa hoàn hảo, chỉ dạy phạm hạnh thuần nhất viên mãn, nghĩa là đây là sự thật về khổ, sự thật về nguyên nhân của khổ, sự thật về diệt trừ khổ và sự thật về con đường tu tập để diệt khổ. Như vậy gọi là bậc đại sư thứ ba xuất hiện ở thế gian, tạo lối an lạc cho chúng sinh, thương xót đại chúng trời người ở thế gian, làm cho họ được lợi ích an lạc vô lượng. Như vậy gọi là có ba bậc đại sư xuất hiện ở thế gian, tạo lợi ích an lạc cho chúng sinh, thương xót đại chúng trời người ở thế gian, làm cho họ được lợi ích an lạc vô lượng. Khi ấy Đức Thế Tôn nói lại nghĩa này và nói kệ: có ba bậc đại sư nếu xuất hiện ở đời làm đất an vui cho người khắp thế gian. Một là bậc Như Lai, hai đệ tử vô học, ba đệ tử hữu học đủ tình nhớ đa văn. Ba bậc đại sư này trời người đều cúng dường giảng thuyết pháp chân chánh, rộng mở cửa cao lồ, làm vô lượng chúng sinh dứt hẳn các hữu kết, thoát khỏi khổ sinh tử, cho niết bàn thường lạc. Ví như đạo sư giỏi chỉ đường tốt cho người, người chân chánh đi theo chắc chắn được an vui. Ba đại sư như vậy và chúng sinh bốn đế tu hành không phóng dật, quyết được vượt cảnh sinh tử. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo: Bí sư nên biết, có chư thiên nhóm họp trong ba thời, hoan hỷ bàn luận rõ ràng, khuyến khích nhau đi đến nhân gian. Thế nào là ba? Đó là một đệ tử của ta, hoặc ít của cải, ít quyến thuộc, nhiều quyến thuộc, dòng họ tôn quý hoặc dòng họ thấp kém, mới bất tâm tịnh tính, nhằm chán pháp tại gia, ưa thích pháp xuất gia. Khi ở chư thiên hoan hỷ nhóm họp cùng bàn luận với nhau, thiên tiên nên biết nơi đệ tử của Phật cùng quân ma ác sắp chiến đấu, chúng ta phải thống xuất chúng chư thiên đi đến nhân gian, âm thầm gia hộ, hỗ trợ thêm tính tâm cho người kia, làm cho chư vị không bị chướng nạn. Nghĩ xong đến nhân gian làm việc nên làm. Như vậy gọi là chư thiên nhóm họp trong lần thứ nhất, hoan hỷ bàn luận cùng khuyến khích nhau đi đến nhân gian. Thứ hai, đệ tử của ta khi cởi bỏ đầu tóc, đắp mặt ca sa với tâm chánh tính, từ bỏ pháp tại gia, hướng đến chỗ không nhà, cùng các bí số đồng tu hòa kính,
ăn trụ giữ gìn giới biệt giải thoát, tu hành mẫu mực đã được viên mãn. Đối với lỗi nhỏ cũng thấy rất sợ hãi, học tập tất cả học xứ thành tựu thân ngữ ý nghiệp thanh tịnh, thành tựu mạng thanh tịnh, thành tựu kiến thanh tịnh. Bây giờ chư thiên hoan hỷ nhóm họp cùng bài với nhau: Tiên tiên nên biết, nay đệ tử của Phật cùng quân ma ác đang chiến đấu, chúng ta phải thống xuất chúng chư thiên đến nhân gian, âm thầm gia hộ, hỗ trợ thêm oai lực cho người kia, làm cho chư vị tán quân ma. Ngày như vậy đi đến nhân gian làm điều nên làm. Như vậy gọi là chư thiên nhóm họp trong lần thứ hai hoan hỷ bàn luận, khuyến khích nhau đi đến nhân gian. Thứ ba, đệ tử của ta cái lậu đại nhất chứng nhân vô lậu, tập giải thoát hoàn toàn. Tự giải thoát hoàn toàn nên là hiện tại tự chứng thông tuệ hoàn toàn an trụ, tự biết rõ sơ sinh của ta đã dứt và mình đã lập, việc đáng làm đã làm xong, không còn tái sinh nữa. Khi ấy chư thiên hoan hỷ nhóm họp cùng bàn với nhau: Tiên tiên nên biết, nên đệ tử của Phật cùng quân ma ác đã chiến đấu xong rồi, đã diệt trừ quân ma, đã đập tan quân ma. Tự nói sơ sinh của ta đã dứt và mình đã lập, việc đáng làm đã làm xong, không còn tái sinh nữa. Chúng ta phải nên thống suốt chúng chư thiên cầm hương hoa đẹp để đến nhân gian lễ bái cúng dường, khen ngợi tán thán, thỉnh thuyết giảng chánh pháp độ thoát sinh già bệnh chết của mình. Nói như vậy xong đi đến nhân gian là việc nên làm. Như vậy gọi là chư thiên nhóm họp trong lần thứ ba hoan hỷ bàn luận, khuyến khích nhau đi đến nhân gian. Bí sư nên biết, nếu có quốc độ thanh lọc sáng làng, có người có tâm tịnh tính cầu xuất gia, có người đang cạo ở đâu tóc xuất gia, có người xuất gia rồi các lậu đại nhất, thì ngay trong quốc độ thanh ấp đó, các đại thiên tiên và các thiện thần đều đi đến siêng năng gia trị bảo vệ, làm cho nơi đó vui vẻ được mùa mưa thuận gió hòa, không có các bệnh tật chúng sinh trong đó tâm từ hướng đến với nhau, đồng tu nghiệp thiện, đời này đời sau ngày đêm an ổn, mau chứng niết bàn thường lạc vô thường. Như vậy gọi là trong ba lần chư thiên ấy nhóm họp hoan hỷ luận bàn, khuyến khích nhau đi đến nhân gian. Khi ấy Đức Thích Tôn Giác là nghĩa này và nói kệ: Chư thiên trong ba đời hoan hỷ cùng nhóm họp bàn luận, khuyên xuất binh đi đem cõi nhân gian. Lần đầu cầu xuất gia, thứ hai cạo râu tóc, thứ ba lậu đại nhất hàng phục các quân ma. Chư thiên thấy xuất gia nhất sạch hạn các lậu, cao cùng cung kính cúng dường, như vậy khen ngợi rằng: Quy mạng bậc thù thắng, quy mạng tối thượng sĩ, quy mạng dẹp chúng ma. Nhận được tiếng khen lớn, chư thiên tâm hoan hỷ, thầm giúp ta cúng dường, còn mong cạo râu tóc, giết lậu chứng vô sinh, cho nên phải siêng năng, hệ niệm ưa tĩnh lượng, dũng mãnh không phóng dật, hàng phục các ma quân, ngay trong pháp luật Phật, thường chánh tính xuất gia, giải thoát được các lậu, dứt hẳn mọi cảnh khổ. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo: Bị sao nên biết, trời hơn người, lượt có ba việc, đó là một sống lâu, hai sinh đẹp, ba hoan lạc. Như vậy gọi là ba việc trời hơn người gấp trăm ngàn vạn lần không thể tính kể. Vì sao vậy? Cứ 50 năm ở cõi nhân gian thì bằng một ngày một đêm ở cõi trời tức thiên vương. Một ngày một đêm cho đến 30 ngày đêm, như vậy là một tháng, 12 tháng là một năm. Thời mạng nơi cõi trời tức thiên vương là 500 năm. Với số năm ấy sẽ bằng 900 vạn năm ở nhân gian. 100 năm ở nhân gian ấy sẽ bằng một ngày ở cõi trời tam thập tam. Một ngày một đêm cho đến 30 ngày đêm, như vậy là một tháng, 12 tháng là một năm. Thời mạng nơi cõi trời tam thập tam là 1.000 năm. Với số năm ấy sẽ bằng 3.600 vạn năm ở nhân gian. 200 năm ở nhân gian sẽ bằng một ngày một đêm ở cõi dạ ma. Một ngày một đêm cho đến 30 ngày đêm là một tháng, 12 tháng là một năm. Rồi dạ ma thọ mạng là 2.000 năm. Với số năm ấy sẽ bằng 1.4400 vạn năm ở nhân gian. 400 vạn năm ở nhân gian sẽ bằng một ngày một đêm ở cõi trời Đỗ Xá Đa. Một ngày một đêm cho đến 30 ngày đêm, như vậy là một tháng, 12 tháng là một năm. Rồi Đỗ Xá Đa thọ mạng là 4.000 năm. Với số năm ấy sẽ bằng 5.7600 vạn năm ở nhân gian.
800 năm ở nhân gian sẽ bằng một ngày một đêm ở cõi trời lạc biến hóa. Một ngày một đêm cho đến 30 ngày đêm như vậy là một tháng, 12 tháng là một năm. Trời lạc biến hóa thọ mạng là 8.000 năm. Giới số năm ấy sẽ bằng 23 ức 400 vạn nhân ở nhân gian. 1.600 năm ở nhân gian sẽ bằng một ngày một đêm ở cõi trời tha hóa tự tại. Một ngày một đêm cho đến 30 ngày đêm như vậy là một tháng, 12 tháng là một năm. Trời tha hóa tự tại thọ mạng là 1.600.000 năm. Giới số năm ấy sẽ bằng 92 ức 1.600 vạn năm ở nhân gian. Ở cách tính này thì vạn vạn là ức. Như vậy gọi là tuổi lâu dài của chư thiên, xinh đẹp của chư thiên, hoan lạc của chư thiên. Tất cả những gì ở thế gian đều không thể ví dụ. Như vậy gọi là chư thiên có ba việc thù thắng, nhưng tất cả đều là vô thường, không bền chắc, không bảo đảm, là pháp biến đổi hư hoại, bị sức mạnh của thần chết thâu nuốt, hệ thuộc vào sự chết. Chúng chư thiên kia khi lâm chung thì có chúng chư thiên khác đến chỗ của họ nêu truyền chỉ dẫn. Các thiên tiên xin nguyện cho các chúng sinh đến nẻo thiện, xin nẻo thiện rồi đạt lợi ích tốt, được lợi ích tốt có sự hoàn thành. Chư thiên ấy đi đến nẻo thiện nào, được lợi ích gì, thành tựu việc gì, nghĩa là chư thiên kia sau khi qua đời sinh vào cõi người được làm người, gọi là đi đến nẻo lành, đến nẻo người xong đối với pháp luật của Phật đã thuyết giảng, có được chánh tín nên gọi là đạt lợi ích tốt. Chánh tín như vậy được tăng trưởng rộng lớn vững chắc sâu xa. Sa môn và bà la môn, chư thiên ma phạm ở thế gian không pháp nào có thể làm cho thoái chuyển, nên gọi là thành tựu đầy đủ. Với thành tựu hoàn toàn nên đối với Phật pháp làm được nhiều việc, nghĩa là phát tâm tịnh tấn xuất gia, thọ giới tu thiền chỉ tiền quán, quán sát bốn thánh đế, đoạn hẳn các lậu, chứng đắc niết bàn dứt hết cảnh khổ. Khi ấy Đức Thượng Tôn nói lại nghĩa này mà nói kệ: trời có ba việc hơn, sống lâu, vui xanh đẹp, đem so với người đời, tính toán rất khó kịp. Ba việc hơn như vậy, không thường, không bền chắc, pháp biến hoại khó giữ, bị ma chết trói buộc. Trời khi sắp ra đời, trời khác đến một bên, khéo nêu trao chỉ dẫn, khiến sinh tâm hoan hỷ, xin nguyện cho chư tiên, cho thiên tiên, vạn sinh đến nẻo thiện, được sinh làm loài người, sinh giữa nước thông minh, ở trong pháp luật Phật đạt được tâm chánh tín, tăng trưởng tâm kiên cố, tài giáo không thể chuyển, dùng phương tiện xả bỏ hạnh ác thân ngữ ý, những lỗi lầm đã sinh cùng phương tiện trừ diệt, thân ngữ ý thường tu ba nghiệp là thù thắng, như lấy chánh tư duy làm rộng lớn vô lượng, tu các sự phước nghiệp là thế giới đa văn, ngay trong chánh pháp Phật xuất gia tu phạm hạnh, chánh tính tu phạm hạnh thường nhẫn nhục nhu hòa, hoặc sinh trong trời người, hoặc chứng niết bàn lạc. Như vậy các thiên tiên đến nêu truyền chỉ dẫn, chư thiên khi lâm chung như mẹ thương xót con, chư thiên thường phát nguyện được tăng ích cõi thiện, làm cho chúng tu la tan rã không tăng trưởng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.